niềm hạnh phúc rất lớn. Và tiếp bước, kính thưa quý vị, tiếp bước cho cái sự thành công của dự án The Origami, thì Mitsubishi và Vinhome tiến hành hợp tác triển khai dự án The Miyako thuộc đại đô thị Vinhome Grand Park. Thì đây là một phần trong cái thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên sẽ được ký kết trong ngày hôm nay. Thì với dự án The Miyako có tổng quy mô là 8,78 hectare, bao gồm 13 tòa căn hộ, được chia ra làm 3 phân khu. Phân khu The Bamboo 14 tòa căn hộ và phân khu The Flamingo 14 tòa căn hộ và phân khu The Sakura với 5 tòa căn hộ. Thì không chỉ với The Miyako thì không chỉ tạo ra một cái những cái công trình nổi bật, độc bản, ấn tượng và xứng tầm, The Miyako còn mang đến cho khách hàng một cái trải nghiệm sống nghỉ dưỡng ngay tại nơi mình đang sinh sống. Với cái dự án The Miyako thì chúng tôi có một cái đặc điểm nổi bật nhất của The Miyako, đó là vị trí vô cùng đắc địa mà tôi xin phép được chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay. Thứ nhất, 40% của dự án là hướng ra sông Đồng Nai. Thì đây là cái tầm view đắt giá nhất, mang đến một cái tầm view đắt giá nhất trong một căn hộ. Thứ hai, The Miyako có nằm trong cái trục chính giao thông chính, đó là đường Vành Đai 3, đường Phước Thiện, thì mang đến cho cư dân cái sự thuận tiện trong việc di chuyển giữa trong nội và ngoại khu của thành phố, của dự án. Cái thứ ba, đó là dự án nằm ngay cận kề với bến xe buýt điện Vinbus, thì đây sẽ làm cho mang đến cho cư dân một cái trải nghiệm di chuyển xanh và thông minh trong nội đô của dự án. Và cuối cùng, trung tâm thương mại Vincom là nằm ngay sát của dự án, thì việc này sẽ mang đến cho cư dân một cái sự thuận tiện khi mà có cái nhu cầu mà mua sắm hay là sinh hoạt hàng ngày. Kính thưa quý vị, thì thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một cái thời gian dài giãn cách, nhưng đến thời điểm giãn cách vì cái Covid, đến thời điểm hiện tại thì gần như các hoạt động đã trở lại bình thường. Đặc biệt trong thị trường bất động sản được đánh giá là bật dậy nhanh nhất, và thì một mặt là đã tạo ra một cái mặt bằng giá mới trên thị trường, mặt khác thì những cái dự án mà được mới ra hàng có cái tỷ lệ hấp thụ thực sự là bất ngờ. Điển hình như là cái dự án The Beverly mà chúng tôi vừa mới ra mắt tại Vinhome Grand Park, chỉ đã bán thì trong vòng có 2 tuần chúng tôi đã bán hết 90%. Thì quay trở lại với Miyako, chúng tôi tuyệt đối hoàn toàn tin tưởng vào cái sự thành công của dự án bởi một số các lý do sau. Thứ nhất, The Miyako là cái dự án cuối cùng trong đại đô thị Vinhome Grand Park. Trước đó, sự ra mắt của The Rainbow, The Origami, The Beverly hay The Mattan đều đã liên tiếp thiết lập những cái kỷ lục bán hàng trên thị trường. Thứ hai, yếu tố thứ hai tạo nên cái sự thành công của Miyako, chúng tôi tự tin, đó là dự án sở hữu một cái vị trí đắc địa mà với 4 cái điểm nổi bật mà tôi vừa mới chia sẻ với quý vị. Tiếp theo, cái thứ ba là The Miyako sở hữu một cái thiết kế thực sự là nổi trội về kiến trúc tòa nhà, về sảnh căn hộ, về tiện ích nội khu, đều thực sự là rất là tuyệt vời và cảm xúc. Và cuối cùng, một điều mà tôi muốn đề cập đến ở đây, đó là The Miyako nằm ngay kế cận cái dự án cao cấp như là The Beverly, The Manhattan mà chúng tôi nói vui rằng là nằm ngay giữa khu nhà giàu, thì chắc chắn rằng là Miyako sẽ được hưởng lợi từ cái điều này. Đấy, thì và một điều tôi muốn tiết lộ ngày hôm nay, đó là cái mức giá dự kiến của The Miyako đó là 60 triệu trên 1 mét vuông tim tường. Thì thay mặt Vinhome, công ty cổ phần Vinhome, tôi rất là tự hào, vinh dự được đồng hành cùng với quý vị. Cùng nhau chúng ta sẽ tiếp tục viết lên những cái kỷ lục bán hàng
cho cái sự hợp tác giữa công ty cổ phần Vinhome và tập đoàn Mitsubishi. Xin trân trọng cảm ơn, kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.